hiện rồi. Bạn đâu? Tất cả các anh đã bị công an bao vây. Cuộc chiến vì công lý. Chỉ cần trả thù cho anh ba, giết bao nhiêu người cũng không sao. Nghe lời ba, chạy sâu vào rừng, đừng quay lại. Đi. Đổ máu và nước mắt. Ai là kẻ đã giết chết cha mẹ ruột của con? Như vậy là biết hết mọi chuyện, nhưng mày không lên tiếng. Nếu không quên mà có chuyện gì á, tôi không để ý cho anh đâu. Oán hận vẫn chất chồng. Quan hệ giữa chúng ta, mày phá gì? Tao với mày không còn cả con. Đón xem Phong Tròn Tội Lỗi lúc 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy, bắt đầu từ 23 tháng 6 năm 2020 trên Today TV.